Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 224. Ngô Bình chuẩn bị số lượng đan dược rất lớn, treo thông báo hôm nay có bán loại đan dược đặc biệt tên Tam Biến Đan ở cửa ra vào, với là giới thiệu kỹ về công hiệu của đan dược. Tin tức của Tam Biến Đan được mở bán vừa lan ra, đã làm cho cả Tử Kinh bùng nổ. Vô số tu sĩ vội vàng chạy đến, sợ đến chậm sẽ mua không được. Nên biết rằng, tu sĩ Nguyên Anh chính là lực lượng trung kiên nhất của nhân tộc, trên đầu họ một cấp chính là cửu biến, xa hơn nữa là hiền giả. Nhưng mà Nguyên Anh muốn bước vào Tam Biến cũng rất khó khăn, mỗi 200-300 người tu sĩ Nguyên Anh viên mãn, cũng chỉ sinh ra một người. Hoàn cảnh như thế khiến cho đa số các tu sĩ Nguyên Anh không có cơ hội trở thành tu sĩ Tam Biến được, cả đời chỉ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh. Nhưng bây giờ Ngô Bình đã bán Tam Biến đan rồi, chứng minh các tu sĩ Nguyên Anh có 90% cơ hội có thể đi vào biến cảnh, 50% tu sĩ Nguyên Anh có thể đi vào nhị cảnh, mà ngay cả việc tiến vào Tam Biến cảnh cũng đạt xác suất đến 20%. Nói cách khác, chỉ cần họ uống Tam Biến đan thì mỗi năm tu sĩ Nguyên Anh sẽ có một người đạt đến Tam Biến. Các tu sĩ cứ nhận được tin tức này như phát điên, dù là tu vi thấp hay cao, cũng vứt bỏ mọi chuyện xung quanh mình rồi dốc sức chạy đến thần đan các. Ngày đầu tiên, Ngô Bình chuẩn bị bán ra 100 viên, do số lượng có hạn nên cứ bán nhiều đó trước. Anh tự đứng quầy, sắp xếp mua bán từng người một. Tam biến đan cũng xem như là đan dược cấp 11, giá trị không cao nên mỗi viên chỉ cần 500 triệu thánh thù là có thể mua được. Với cái giá này, không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh nào cũng mua được, nhưng nếu tu sĩ cửu biến thì có thể thoải mái rất nhiều. Thoát cái, tin tức chưa lan rộng thì 100 viên tam biến đan đã bán sạch sẽ, thu được 50 tỷ thánh thù lời. Chỉ là, người ùa ùa kéo đến tiệm đan ngày càng nhiều hơn, bây giờ đã chật ních người. Họ không thể mua được tam biến đan, nên chỉ có thể chọn đan dược khác mua, nhờ đó mà việc buôn bán của tiệm đan trở nên rất lợi nhuận. Ngô Bình chào hỏi một vài vị khách, lại thấy có một cung nữ xinh đẹp xuất hiện, dịu dàng cúi đầu với anh, thưa công tử, thánh hoàng mời ngài đến. Ngô Bình để Lý Giật đến đứng quầy, gật đầu nói được với cung nữ kia, rồi đi theo cô ta đến Thánh Hoàng cung điện của Tử Kinh. Cung điện này vô cùng uy nghiêm, có rất nhiều hình dáng, cảnh sắc và cách bài trí đều dùng nguyên liệu tốt nhất của nhân tộc xây lên. Chẳng khác nào thiên cung. Tử Thanh Thánh Hoàng ngồi thẳng trên đại điện, văn võ bá quan đều ở nơi này. Tuy Tử Thanh Thánh Hoàng vẫn chưa dựng nước, nhưng đã thể hiện ra khí thế của Hoàng Triều. Trên thực tế, chuyện Tử Thanh Thánh Quốc thành lập đã đăng lên nhật báo, có thể khoảng chừng 1-2 tháng tới sẽ chính thức thành lập. Chị Tử Thanh, Ngô Bình cười chắp tay nói. Tử Thanh Thánh Hoàng vẫy tay với anh, cậu đến đây ngồi ở đằng trước tôi này. Bên cạnh cô ấy có một chiếc ghế, ngoài trừ Ngô Bình ra thì không có ai khác ngồi. Anh cũng không e dè mà ngồi xuống, cười hỏi, chị tìm tôi có chuyện gì? Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu hỏi, tôi nghe đồn. Tiệm đan của cậu bán tam biến đan, thế cậu còn giữ gì nữa không? Lúc này, Ngô Bình mới lấy ra một viên đưa qua. Tử Thanh Thánh Hoàng nhìn ngắm một lúc, vui vẻ nói, không ngờ lại có đan dược thế này, nếu như viên thuốc này luyện chế với số lượng lớn thì chưa đầy 10 năm nữa, chắc chắn thực lực tộc của chúng ta có thể tăng lên gấp 10 lần rồi. Ngô Bình, tôi còn luyện chế một loại gọi là ngũ biến đan. Nói đoạn, anh lại đưa cho cô ấy xem một viên. Nụ cười tươi của Tử Thanh Thánh Hoàng càng tươi tắn hơn, nói, tốt quá. Em trai này, Tử Thanh Thánh Quốc sắp thành lập rồi, cậu có thể giúp tôi bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư để luyện ra số lượng lớn tam biến đan được hay không? Ngô Bình suy nghĩ rồi trả lời, tôi có thể hướng dẫn một nhóm người, nhưng viên thuốc này có độ khó trong luyện chế cực cao. Đan sư mà luyện chế ra được nó, cũng chỉ tính một trong hơn 100 người. Tử Thanh Thánh Hoàng, không sao hết. Cậu bồi dưỡng nhiều hơn chút nữa. Chuyện này để tôi bảo cho Dược Lão phụ trách. Ngô Bình, vâng, chỉ cần thì tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói, viên thuốc này không phải chuyện đùa, cậu đã cống hiến một công rất lớn cho quốc gia. Thế này đi, từ nay về sau mỗi lần quốc khố luyện ra một viên tam biến đan, thì Thánh Quốc sẽ trả cậu 100 triệu thánh thù. Ngô Bình bất ngờ mở to hai mắt nhìn cô ấy mà hỏi lại, trả nhiều thế sao? Nên biết rằng, dùng năng lực tương lai của Tử Thanh Thánh Quốc bồi dưỡng hơn mấy ngàn vạn luyện đan sư luyện chế ra tam biến đan không phải chuyện khó khăn gì. Đến lúc đó mỗi năm cũng phải luyện ra mấy ngàn vạn viên,
vậy tiền lời của anh cũng có mấy chục nghìn tỷ thánh thủ rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng nói, đương nhiên, tôi không thể để em trai của mình thiệt hại được. Còn nữa, còn ngũ biến đan mà, cậu có thể bồi dưỡng cho đan sư luyện chế nó không? Ngô Bình, cũng phải há, nhưng luyện đan sư phải chọn một trong ngàn dặm mới có một người luyện chế ra. Ngũ biến đan có thể giúp người tu sĩ trở thành hiền giả, giá trị của nó vượt xa tam biến đan. Như vậy từ nay về sau thánh quốc luyện ra một viên ngũ biến đan, thì cho cậu 10 tỷ thánh thù. Ngô Bình cười, vâng, chỉ là phải sớm tụ họp những luyện đan sư của nhân tộc lại, nhờ đó tôi mới dễ dàng chọn người có tư chất luyện đan tốt nhất trong bọn họ. Tử Thanh Thánh Hoàng, chuyện này dễ mà. Em trai, trừ ngũ biến đan ra, cậu còn đan dược khác không? Ngô Bình lại nhớ đến tụ hiền đan, lập tức nói, còn có tụ hiền đan, nó giúp người tu sĩ trở thành hiền giả. Còn có thể bổ sung cho ngũ biến đan, nhưng mà viên thuốc này chỉ có mình tôi luyện chế mới ra. Tử Thanh Thánh Hoàng, nếu như tu sĩ ba biến uống tụ hiền đan vào, sẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành hiền giả vậy? Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, ít nhất là 80%, nếu như tu sĩ ngũ biến thì có thể đạt 100% trở thành hiền giả. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Thanh Thánh Hoàng lập tức phát sáng, nói, cậu có thể luyện chế ra 300 viên tụ hiền đan cho mỗi tháng không? Giá cả ra sao, tùy cậu quyết định. Ngô Bình gãi mặt mình, thật ra anh không muốn khổ như thế, nhưng nghĩ lại vẫn nên giữ mặt cho chị Tử Thanh nên suy nghĩ một chút nói, tôi có thể luyện chế ra 300 viên, nhưng chị phải bảo người chuẩn bị các dược liệu cần thiết mới ổn. Giá cả thì theo tôi, 10 tỷ thánh thù một viên là được rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng không có gì hết chỉ có tiền, chỉ tính tiền lãi từ ngân hàng tư nhân Tinh Tứ Hải kia cô ấy cũng dùng không hết rồi, đành nói, được thôi, cứ tính 10 tỷ thánh thù cho một viên. Từ đó, Ngô Bình đều thu lại được 3.000 ức thánh thù cho mỗi tháng. Nụ cười trên gương mặt của Tử Thanh Thánh Hoàng càng sâu hơn, nói, thật ra hiền giả cũng là khá tốt, trước mắt nhân tộc ta cần chính là thánh nhân. Ngô Bình cười khổ. Cái này cần phải luyện chế ra một loại đan dược cấp cao, tôi cũng muốn trở thành thánh nhân trước tất cả mọi người. Nhưng khi nào có thời gian đã, tôi sẽ nghiên cứu một ít về hiền vương đan. Tất cả người ở trong triều nghe vậy lập tức nhíu mày, hiền vương đan. Tử Thanh Thánh Hoàng, em trai, hiền vương đan có thể giúp cho hiền giả thăng cấp lên hiền vương à? Ngô Bình, tôi đã suy nghĩ về nó từ lâu rồi. Hiền vương đan chỉ có thể giúp cho tu sĩ tăng tư chất đánh sâu vào hiền vương cảnh thôi, mà thậm chí xác suất thành công của nó cũng rất cao. Tử Thanh Thánh Hoàng, tỷ lệ thành công của hiền giả thăng cấp lên hiền vương chỉ có 70% trên 1.000. Nếu tu sĩ đó uống hiền vương đan, tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu? Ngô Bình suy nghĩ một chút lại nói, hơn 30%. Tất cả mọi người ở triều đình đều vang lên tiếng hít ngụm khí lạnh, 30%. Có nghĩa là dùng hiền vương đan sẽ giúp tỷ lệ thành công của tu sĩ hiền giả thăng cấp lên hơn 40 lần. Hiền vương còn được gọi là nhân vương, thực lực vô cùng mạnh, cũng là người cần có nhất trong nhân tộc bấy giờ. Bởi vì chỉ có nhân vương mới có thể thủ một tòa thành, bảo vệ dân chúng một phương. Giống như việc tồn tại của Mộng Hoa Thành trước kia, nơi đó duy trì được cũng nhờ có nhân vương tên Mộng Phi Hùng chấn giữ. Nếu không có Mộng Phi Hùng, thì Mộng Hoa Thành đã bị dị tộc tấn công và chiếm từ lâu rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng nghiêm túc nói, cậu luyện chế được bao nhiêu hiền vương đan trong một ngày vậy? Tử Thanh Thánh Quốc đồng ý trả 300 tỷ thánh thù cho mỗi một viên. Ngô Bình xoa xoa múi nói, chị yên tâm đi, nếu tôi có thể luyện ra nó chắc chắn sẽ để quốc gia mình dùng trước. Trong các văn võ bá quan trong triều, có rất nhiều người đã là đại thánh, cổ thánh. Nên họ đều có tâm lý khó chịu với Ngô Bình. Bởi trong đầu họ nghĩ anh chỉ là một tu sĩ hiền cảnh nho nhoi thì có tư cách gì ngồi bên cạnh Thánh Hoàng chứ? Còn gọi cô ấy là tỷ tỷ nữa. Nhưng bây giờ không một ai có suy nghĩ xấu đó nữa, bởi họ đều hiểu được Ngô Bình hoàn toàn có tư cách ngồi bên cạnh Thánh Hoàng. Tử Thanh Thánh Hoàng, cậu có cái gì cần không, cứ nói ra cho chị giúp. Ngô Bình, tôi là luyện đan sư, nên thường xuyên cần dược liệu. Không biết. Sau khi Thánh Quốc thành lập rồi có một nơi gọi là kho dược liệu không? Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói, đương nhiên là có rồi. Thật ra, những món đồ của Thánh Hoàng trước đây đều để lại trong kho Thánh Hoàng, nên có rất nhiều dược liệu. Từ nay về sau, cậu có thể vào kho Thánh Hoàng tùy thích, muốn mượn cái gì cứ lấy không cần hỏi tôi.
Ngô Bình vui vẻ sáng mắt hỏi, chỉ có kho thánh hoàng à? Tử Thanh Thánh Hoàng, kho thánh hoàng được xây dựng từ công sức của hai vị thánh hoàng, nên trong có rất nhiều tài nguyên của nhân tộc. Chỉ có người giữ pháp chỉ thánh hoàng mới có thể ra vào kho thánh hoàng thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, cô ấy lại đưa một thanh pháp chỉ cho Ngô Bình rồi cười nói, cậu có pháp chỉ này rồi, thì vào ra kho thánh hoàng tùy thích. Ngô Bình mừng rỡ nói, cảm ơn. Lúc này, Tử Thanh Thánh Hoàng nhìn thoáng qua các vị đại thần rồi nói, trước khi cậu đến đây, tôi với các vị thần tử đang bàn bạc một chuyện. Cậu cũng ở đây góp ý kiến xem. Ngô Bình, bàn bạc chuyện gì? Bên trong các đại thần có một cổ thánh với một chòm râu trắng đứng dậy nói, thưa công tử, vừa rồi bọn ta đang bàn bạc về việc cử sứ giả vào chiếm tiên giới. Ngô Bình giật mình nhìn Tử Thanh Thánh Hoàng hỏi, chị muốn? Tử Thanh Thánh Hoàng, thánh môn chỉ là một bộ phận truyền tống đại trận của hai giới, nếu như tập hợp tất cả thánh môn lại thì có thể mở ra con đường đi qua thánh cổ đại lục và thiên giới giúp cho nhân viên giữa hai bên có thể thuận tiện trao đổi với nhau. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, nói, hiện tại, thiên giới rất loạn đó. Sinh linh hỗn độn ở đó không hề yếu hơn thần tộc, nếu đường này mở ra rồi thì khó thể đảm bảo việc hỗn độn sinh linh không ào ạt đổ về nơi này. Tử Thanh Thánh Hoàng bình thản nói, tôi đã lo chuyện này rồi, tuy hỗn độn sinh linh rất mạnh nhưng kẻ thù của bọn họ chưa chắc là nhân tộc. Nếu dùng hỗn độn sinh linh ngăn thần tộc, thì chuyện này không phải chuyện xấu với chúng ta. Ngô Bình gật đầu, lời chị nói rất chí lý, nhưng tôi nghĩ việc này nên bàn bạc kỹ hơn đã. Hay là, chúng ta đợi thêm một đoạn thời gian nữa đi. Tử Thanh Thánh Hoàng, hiện giờ chúng ta chỉ mới bàn bạc, cụ thể chấp hành khi nào vẫn còn phải xem xét về tình hình giữa hai bên đã mới quyết định. Ngô Bình không có hứng thú với việc bàn bạc trong chiều, nên sau khi nói xong anh lập tức cáo từ trước. Sau đó vài ngày, Ngô Bình không tu luyện cũng luyện đan. Các cửa hàng trên đường thiên cũng lần lượt mở ra, làm ăn cũng rất tấp nập. Ngoài việc tu luyện ra, anh đã suy nghĩ đến nghiệp lực. Con hàng này dù trải qua bao nhiêu luân hồi, anh cũng không cách nào vứt nó đi được. Việc chống lại nghiệp lực, tinh lọc cho nghiệp thức là chuyện vô cùng khó khăn với Ngô Bình. Món này không liên quan đến tư chất, nghị lực, mà nguyên nhân chính tại nghiệp lực trên cơ thể anh quá nặng. Trên cơ thể anh bây giờ, không chỉ có nghiệp lực của chủ vũ trụ, còn có các loại nghiệp lực của thế giới duy độ thấp. Mà bản chất của nghiệp lực thế giới duy độ thấp không khác biệt mấy với bản chất của nghiệp lực chủ vũ trụ. Xem ra nghiệp lực là chướng ngại vật chủ yếu hạn chế tu sĩ duy độ thấp của mình. Mình phải nghĩ cách phá vỡ nghiệp lực này mới được. Lúc này, anh nhớ đến một bảo vật mà bản thân đã lấy được trong thế giới duy độ thấp, Tịnh Thế Hồng Liên. Nếu như nghiệp lực không chia duy độ, thì chính Tịnh Thế Hồng Liên có thể tinh lọc được nghiệp lực, vậy nó có hiệu quả với bản thân không? Anh hít sâu một hơi, lập tức ngoài thiền và rơi vào trạng thái nhập định. Trong ý thức của anh có một không gian, lúc này bên trong đó đã được anh bỏ vào đó rất nhiều bảo bối mà lượm được từ đê duy, đa phần chúng là món không cần hoặc không thể đưa vào chủ vũ trụ. Vậy nên, anh đành ngưng tụ ý thức của mình một không gian, rồi ném chúng vào đây. Lúc này, Tịnh Thế Hồng Liên cũng ở trong đống đó. Vì thế anh lấy một phần sức mạnh vô thượng đại đạo đến gần Hồng Liên. Hồng Liên lập tức phóng ra ánh sáng chói lóa, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ xung quanh nó. Ngô Bình mừng rỡ sáng mắt, anh biết vô thượng đại đạo tác dụng với nó. Nhưng số lượng vô thượng đại đạo trên cơ thể của anh không nhiều, nên anh quyết định hấp thụ thêm chút nữa. Vì vậy anh lại mở ra một cửa hỗn độn lần nữa, rồi ngồi ở ngưỡng cửa mà hấp thụ. Anh bắt đầu hấp thụ luồn vô thượng đại đạo hỗn hợp thứ hai. Nhờ có kinh nghiệm lần đầu rồi, thêm vào đó là tu vi của Ngô Bình đã tăng lên. Nên lúc này, anh không có cảm nhận như lúc trước mà thoát cái anh đã hấp thụ xong nguồn vô thượng đại đạo thứ hai và dung nhập vào tế bào của mình. Tiếp theo đó, anh lại hấp thụ nguồn thứ ba. Trong cùng một ngày, Ngô Bình hấp thụ tổng cộng 12 nguồn vô thượng đại đạo dung hợp với nhau. Sau đó, anh dung nhập lực lượng vô thượng đại đạo vào Tịnh Thế Hồng Liên, nhờ đó ngọn lửa cháy quanh nó càng rực rỡ và mạnh mẽ hơn. Lúc này, anh đặt Tịnh Thế Hồng Liên trước mặt mình. Tịnh Thế Hồng Liên lập tức phóng to ra, hóa thành một người đang ngồi xếp bằng trên đài sen màu đỏ. Ngô Bình chấp vào cái, âm thầm tự hỏi cái này dùng sao đây. Nhưng vào lúc này, thánh mạch của Cửu Liên Đài rung lên rồi có một sức hút sinh ra.
đài sen màu đỏ kia hóa thành một ánh sáng màu đỏ rồi bị hút vào trong thánh mạch, rõ ràng nó cứ thế bị cửu liên đài cắn nuốt. Ngô Bình bất ngờ trợn tròn mắt, anh định tức giận chửi thì mặt ngoài của cửu liên đài đột ngột tỏa ra ngọn lửa màu đỏ rồi biến thành một dòng nước xoáy. Nghiệp lực trên cơ thể anh bị nó tụ lại rồi hút vào thiêu đốt trong dòng nước xoáy đó. Sau khi nghiệp lực bị thiêu sạch, cửu liên đài là phun ra một thứ gì đó màu đen tụ thành một mũi kiếm đen ở giữa không trung. Ngọn lửa bốc lên càng dữ dội hút càng nhiều nghiệp lực hơn, thoáng chốc chưa đầy nửa ngày tất cả tinh lực trong cơ thể của Ngô Bình đã được tinh lọc sạch sẽ. Nghiệp lực bị thiêu đốt hình thành một thứ gì đó màu đen, rồi từ từ ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đen. Ngô Bình tiếp nhận cây kiếm mà nghiệp lực ngưng tụ thành, cảm giác nắm nó trong tay không nặng lắm. Nhưng bên trong thanh kiếm, lại có một nguồn lực lượng quái dị đang rung động. Anh không nghĩ nhiều mà cất thanh kiếm do nghiệp lực hội tụ đi, mới quay về cửa thứ 5. Anh lại ngồi trước tường lần nữa và bắt đầu tinh lọc nghiệp thức. Lúc này, hầu như tất cả nghiệp lực của anh đã biến mất sạch sẽ, nên việc hoàn thành tinh lọc của anh rất thuận lợi. Sau đó là thánh thức. Thánh thức bị giấu mất, nên Ngô Bình phải mở thánh thức một lần nữa. Anh dựa theo cách xử lý trên bức tường, đưa tinh thần nhập vào trạng thái vô nhiễm vô cầu, tỉnh táo và yên tĩnh. Thoáng chốc anh đã thấy trong không trung đó có một ít ánh sáng mờ nhạt. Anh muốn nhìn ánh sáng trong trẻo đó, nhưng giữa ánh sáng đó lại có một tấm màng màu đen che tầm mắt của anh. Anh nghĩ nếu có thể mở tấm màng màu đen này ra thì được rồi. Suy nghĩ anh vừa nổi lên thì cây kiếm nghiệp lực màu đen xuất hiện trong tay của anh. Cây kiếm này là thứ vô hình, có thể xuất hiện ở trong ý thức của anh. Anh mỉm cười vung thanh kiếm, vẽ ra một đường cắt đứng tấm màng đen kia như phá vỡ cửa sổ. Anh đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đằng sau nó. Sau đó, trong đầu của anh vang lên một tiếng ầm, thánh thức thứ 8 thật sự mở ra. Trong thức hải của anh, một ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời chiếu xuống. Nó chính là ánh sáng do thánh thức phát ra. Thánh thức này rất thuần chất, lại vô cùng mạnh mẽ và nó còn giúp cho trí tuệ của Ngô Bình tăng lên rất mạnh, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí, cơ thể của anh cũng bị dọi đến và đang xảy ra quá trình thay đổi theo mặt hữu ích. Thoải mái ghê, Ngô Bình thì thầm tự khen. Ngô Bình đắm chìm trong ánh sáng thánh hầu như ngủ quên. Qua mấy canh giờ, anh mới mở mắt nói, mình phải tìm hiểu về thiên thức nữa. Thiên thức có thể nhận biết và nhìn thấu bản chất vũ trụ, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào thành công. Ngô Bình cũng không có cảm giác mình sẽ thành công, có lẽ có được thánh thức đã là thu hoạch cực lớn với anh rồi. Trên tường chỉ có đôi ba dòng nói về thiên thức, còn lại chính anh tự ngẫm. Chỉ là anh nghĩ rất lâu cũng chẳng có thu hoạch gì. Hôm sau, anh mở con mắt suy độ ra quan sát. Con mắt suy độ của anh được tác động bởi thánh thức nên năng lực cũng tăng lên. Nhưng anh vẫn không tìm thấy có chỗ nào tên thiên thức. Anh tử vô số lần cũng không có nản chí. Lần cuối cùng, anh dùng vô thượng đạo lực rót vào trong mắt trái của con mắt suy độ, lập tức anh cảm giác mắt trái nhảy lên cơn đau đớn kịch liệt. Sau đó, anh nhìn thấy trước mi tâm của mình cách đó ba tấc, có một chút ánh sáng màu bạc rất yếu ớt. Nếu không nhờ con mắt suy độ, thì anh không sử dụng một ít vô thượng đại đạo nên hoàn toàn sẽ không nhìn ra nó. Nó là cái gì? Nó ở ngoài cơ thể của mình, chắc không phải là thiên thức đâu nhỉ, Ngô Bình thử sử dụng thánh thức của mình đến gần ánh sáng đó. Khi thánh thức của anh tụ lại ở đó, lại phát hiện vị trí này có vô số tầng chắn ngăn cản anh. Anh nhướng mày, hóa thánh thức thành một người tí hon màu vàng, cầm trường kiếm nghiệp lực chém mạnh vào nó. Răng rắc. Giống như tiếng của thứ gì đó vỡ vụn, từng lớp màng chắn vỡ ra, một ánh sáng bạc bắn vào giữa mi tâm của Ngô Bình. Răng rắc. Anh bị sét đánh trúng, thoát cái cả người tê dần. Anh cảm giác tinh thần đã rời khỏi cơ thể, chỉ thoát chốc đi vào trong vũ trụ thấy được vô số đường ánh sao, vô số thời không và vô số thiên thể. Nhưng dù sao năng lực của anh cũng có hạn, sau đó anh cảm nhận được một đợt suy yếu, ý thức lập tức quay về bản thể. Anh mở mắt ra mới phát hiện trong thức hải của mình có thêm một ánh sáng thuần khiết màu trắng, nhưng trông vô cùng khác lạ và thần kỳ. Anh biết. Ánh sáng trăng này chính là thiên thức, anh thành công rồi. Giọng nói của A Bạch vang lên, chúc mừng công tử đã trở thành tu sĩ đầu tiên tìm hiểu về thiên thức. Ngô Bình hỏi, A Bạch có phần thưởng gì không? A Bạch, đứng thứ nhất trong lịch sử cửa ải thứ 5, nhận được 293 triệu điểm khen thưởng,
nhận được pháp bảo mà thiên đế sử dụng hồi còn thanh niên, trói thần tác. Cô ta vừa dứt lời, một dây thừng hai màu vàng bạc xuất hiện trong tay Ngô Bình. Ngô Bình cất nó đi, nói, đến cửa thứ sáu. A Bạch, cửa thứ sáu, yêu cầu người chơi phải chiến đấu với tạp huyết hoang này có tên riêng là huyết lão. Huyết lão dựa theo độ tinh khiết của hoang huyết mạch chia làm hai bậc huyết lão, cấp độ mạnh nhất là huyết lão cấp 9. Ở đó, công tử bắt buộc phải liên tục đánh chết huyết lão có cấp càng cao sẽ nhận được điểm khen thưởng càng cao. Nếu điểm khen thưởng vượt qua 100 triệu, công tử có thể nhận được lời khen ngợi của thiên đế, vượt qua 10 tỷ thì đạt được giải thưởng lớn của thiên đế. Đương nhiên, nếu công tử đạt vị trí cao nhất trong lịch sử thì có thể nhận được một pháp bảo của thiên đế, nó là thất chú diệt hồn đăng. Ngô Bình nói, được. Sau một phút, anh đã bị truyền tống đến một cánh cửa lớn, sau lưng anh là có mấy chục nghìn tướng sĩ. Mỗi người chia ra đứng trên tường thành, tay cầm binh khí đang nhìn chăm chú vào đằng trước. Ngô Bình nhìn theo ánh mắt của họ phát hiện dưới đầu thành, có rất nhiều quái vậy, chúng đều ngồi yên lặng ở đó giống như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Đám quái vật này đều có đôi mắt màu máu, đầu dài như sói, trên lưng còn có hai đôi cánh màu máu, trên đầu có một cái sừng nhọn, chân trước như tay người nhưng có móng tay sắc như đao, chân sau to thô cứng. Đám quái vật này cao 2-3 thước, có một nguồn khí tức quái dị mà mạnh mẽ bắn từ trên cơ thể chúng ra ngoài. Chúng là tạp huyết hoang, huyết lão à? Lúc này phía sau anh có một tướng quân nói, đại soái, lần này huyết lão tập kết 300.000 lính, mà bên chúng ta chỉ có 70.000 người để canh giữ, địch đông hơn chúng ta. Ngô Bình bình tĩnh nói, không sao hết, có bản soái ở đây dù 3 triệu cũng chả là cái thá gì. Tất cả nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị giết địch bất cứ lúc nào. Anh ngồi trên tường thành, cụp mắt nhắm lại thử đánh sâu vào thánh cảnh. Nhờ có thánh thức và thiên thức, nên thế chất của cơ thể anh đã tăng lên rất mạnh nên việc thăng cấp lên thánh nhân cảnh giới chỉ là một phần rất thoải mái với anh. Cộng vào đó đại chiến sắp đến, anh cũng cần tăng sức mạnh lên. Một lát sau có một nguồn lực lượng huyền diệu vận chuyển xung quanh cơ thể của anh. Chúng là một lực lượng anh chưa bao giờ có được, thánh lực. Sao là thánh, những gì nghe được đều là thật, những gì nói được đều phải hành động. Anh cảm giác cấp bậc tính mạng của mình lại tăng lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, 7 hạt giống lớn trong đạo thai của anh cũng bắt đầu rung lên và vội vàng sinh sôi. Thoát cái, thánh thức và thiên thức của Ngô Bình đều đồng loạt sáng lên, vô thượng đại đạo chảy vào đạo thai muốn dung hợp với chúng rồi ngưng tụ thành miếng đạo thứ 8. Đạo thứ 8 vừa sinh ra, 7 đại đạo kia lập tức bị nó hấp thụ. 8 miếng đạo chỉ còn lại một đạo. Nó nhanh chóng hấp thụ lực lượng của đất trời rồi trở về vị trí cũ và kết hợp với dương thần của Ngô Bình. Một tiếng nổ rung cả trời, đạo thai vỡ ra rồi có một pho tượng đạo anh cao vạn trượng lao ra, tạo ra hình dạng vô cùng phong phú. Đạo anh này mặc đế bào, hình dáng giống hệt với Ngô Bình. Đạo anh vừa xuất hiện, đại đạo kiếm và thánh kiếp cũng đồng thời xuất hiện. Bởi vì thực lực của anh quá mạnh mẽ nên hai đại kiếp này đến cũng hung dữ và nguy hiểm vô cùng. Ngô Bình bay lên trời, đạo anh cũng cùng lúc theo hành động của anh, cả hai phóng đến 300.000 huyết lão dưới thành. Tướng sĩ trên thành đều sợ đến ngây người, nguyên soái muốn làm gì thế? Trên bầu trời có vô số tia chớp lập lòe, hủy diệt pháp cầu, diệt nát đất trời bốc lên lửa, chôn vùi và nguyền rủa từng tính mạng, chúng liên tục rền vang đánh xuống. Do phạm vi quá lớn, Ngô Bình bay đến đâu thì lại có huyết lão bị ăn xét lạc, bị đánh đến mức máu thịt nát bét. Trông vô cùng thảm, không thảm cũng chỉ có thảm hơn. Thoáng chốc, mọi người chỉ thấy Ngô Bình bị ngọn lửa sét nguy hiểm kia bao phủ, còn anh lại thoát ẩn thoát hiện. 300.000 huyết lão đã bị giết sạch chưa đầy 10 phút. Nửa tiếng sau, hai đại kiếm mới yên tĩnh lại, Ngô Bình trở về đầu thành như chẳng có chuyện gì, lúc này xung quanh cơ thể của anh có một luồng khí đang di chuyển, thánh huy mờ mịt. Những thứ này không chỉ nhờ có đạo anh. Hơn thế nữa còn là do anh đã thành công bước vào thánh nhân cảnh. A Bạch, ta được bao nhiêu điểm khen thưởng rồi? A Bạch, người đánh chết 3 tên huyết lão cấp 9, 540 tên cấp 8, hơn 3.200 tên cấp 7, còn lại là hơn 312.000 huyết lão cấp nhỏ nên tổng cộng đạt được hơn 5 tỷ 864 triệu điểm khen thưởng. Điểm khen thưởng vượt qua 100 triệu, nhận được lời khen ngợi của thiên đế, một tấm diệt tam thế phù. Tấm bùa này có thế bắt và giết địch kiếp trước,
kiếp này và kiếp sau. Tấm bùa này có tác dụng cao nhất là đè ép bán bộ thánh hoàng. Ngô Bình vui mừng sáng mắt, đồ ngon. Dứt lời, anh nhận tấm bùa có một nguồn sát khí lượn lờ xung quanh. A Bạch lại nói, điểm ban thưởng vượt 10 tỷ, nhận được giải thưởng lớn của thiên đế, pháp bảo Trảm Vệ Thần. Thứ này chuyên chém cường giả thần tộc, nhưng tu vi của công tử vẫn chưa cao nên sau một lần sử dụng, chỉ qua 3 tháng mới có thể sử dụng được lần thứ hai. Ngô Bình bật cười, bảo bối hiếm. A Bạch, người đứng vị thứ nhất trong lịch sử của cửa thứ 6, thưởng một cơ hội vào, bảo khố thiên đế. Công tử có thể chọn một món đồ tùy thích trong bảo khố thiên đế. Trừ thứ đó ra, công tử có thể dùng điểm khen thưởng của bản thân đổi bảo vật trong bảo khố của thiên đế. Ngô Bình, ta sẽ đi ngay bây giờ sao? A Bạch, người siết chặt tấm bùa này, thì có thể đi lúc nào cũng được. Dứt lời, một lá bùa hình rồng ngọc xuất hiện trong tay Ngô Bình. Ngô Bình gật gù nói, qua 6 cửa, còn có 6 cửa nữa, bây giờ đến cửa thứ 7 đi. A Bạch, cửa thứ 7 đến cửa thứ 9, là giả quan. Chỉ có những tu sĩ đột phá cửa thứ 6 mới gắng gượng vào cửa thứ 7 được, bởi vì tư chất của họ không đủ cần phải kiểm tra lần nữa nên mới có hơn 3 cửa như thế. Nhưng thực lực của công tử đã vượt qua tất cả tu sĩ ở 9 cửa kia rồi, nên tiếp theo đây ngươi có thể đi thẳng đến cửa thứ 10. Ngô Bình, cuối cùng sau 3 cửa đó là cái gì? A Bạch, công tử đi đến đó sẽ biết thôi. Ta có thể tạm dừng lại một chút không? Anh hỏi. A Bạch, đương nhiên là được, trong cửa thứ 10 chỉ có một mình công tử nên công tử có thể bước vào lúc nào cũng được. Dù có chờ thêm 100 năm, 1000 năm cũng không thành vấn đề. Ngô Bình bật cười nói, ta không cần dùng đến 100 năm đâu. Được rồi A Bạch, tạm biệt ngươi. Ngô Bình rời khỏi đường chúa tể mới biết đã có nhân tộc bước vào cửa thứ 9, hơn nữa còn có đến 2 người. Hai người này lập tức được vô số người ngưỡng mộ và cung kính, thậm chí Tử Thanh Thánh Hoàng còn triệu họ đến. Còn Ngô Bình, mọi người chỉ nghĩ anh vừa hoàn thành xong cửa thứ 6 thôi. Nhưng những người này lại không biết thành tích của anh đều đứng vị trí đầu trong lịch sử của 6 cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 224.